Ừ, đây là nó nhiều sức rồi. Cái lời tất là nhọc nè.
bao nhiêu gì nhỏ cỡ đó như đó rồi nên trong đó dân coi là cát mẹ thôi chúng nó chống lại ra là còn trồng chim nữa đâu bao nhiêu kiếm cắt cát đó các bạn ơi. Thì hãy nhớ những gì ông Môsê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa điện thoại, anh đã bắt đầu trao truyền và ban tiếng Anh khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai có thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành và dân chúng từ khắp nơi kéo đến quê người. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu trong tin mừng, người cụ tử phải đứng ngồi chi tại đền thờ thánh Phêrô, đức thánh cha Francisco cử hành thánh lễ và kết dầu lúc 9:30 ngày thứ năm tuần thánh, ngày 28 tháng 3 năm 2013. Ngài đã nói với các linh mục: tôi yêu cầu anh em hãy làm những cụ tử mang nặng mùi con chi của mình. Đức thánh cha đã gửi lên một hình ảnh thật an, thầy vui với người vui và khóc với người khóc. Thánh Phêrô tội lỗi, giống đoàn Thô-ma yêu thương lòng mến đối với những người chia sẻ cùng một đức tin, định lòng mến theo tin mừng đối với tất cả mọi người. Mùa xuân lại về ngập đầy hoa
ước sao đời mãi mang tình yêu đẹp thắm cho cuộc sống đẹp hơn. Một mùa xuân vui trong bình an của Chúa là mùa xuân trọn đầy. Tất cả là của Chúa, tất cả là hồng ân. Mùa xuân mang mơ ước, hy vọng sáng tương lai, xin đặt vào tay Chúa tình thương Chúa an bài. Mùa xuân lại về, dòng thời gian êm đềm trôi mau. Cuộc sống hay buồn vui ngày tháng, xin tình Chúa đỡ nâng. Một niềm tin yêu luôn cậy trông vào Chúa, một lòng không đổi rời. Tất cả là của Chúa, tất cả là hồng ân. Mùa xuân bao hy vọng sáng tương lai, xin đặt vào tay Chúa tình thương Chúa an bài.